Có trời biết thấy nãy thấy cá chạy không? Nhiều cá chứ sao không có. Đó, cái túi gì đây? Túi là đoạn đây à? À, đấy là thằng già nó cũng vui rồi. Kinh nhỉ? Già lắm rồi. Ê, cái đoạn nó xù ra đây rằng phải hợp chứ các. Cứ lặn xuống xem có con nào không. Chết mà không biết lặn thế chứ cậu. Con lấy cà phơ thôi em. Đây chú phải cắm đây cái gì chứ. Không. Nó bấu lên đó đi. Rồi cái mẫu rồi. Cắm chắc chứ. Chờ lôi cơ, lôi cơ. Lôi cơ anh lôi luôn. Ôi chà. Gì với lình chứ không lình. Ôi mà nó lửa cái túi lên lình. Lắm. Nó vào tầm 1 tấn cá mà sao mà luôn nổi được. Không.